Xin chào bạn, chồng quay trở lại kênh Đường Tính. Rồi tôi xin giới thiệu bạn là cách hàn reset khu vực là cốc cháu sửa bắt đầu con máy Vivo i12. Rồi sau cài đặt quản lý hệ thống này, giới thiệu điện thoại Vivo i12 1904 nha. Trước khi thực hiện, các bạn phải sao lưu ảnh danh bạ video, tin nhắn những thứ bạn cần thiết vào thẻ nhớ, bộ nhớ máy tính hoặc bộ đời mây. Khi thực hiện xong thì máy xóa toàn bộ và cháu sửa bắt đầu nha. Thực hiện đầu tiên tôi sẽ tắt nguồn. Rồi để thực hiện ta thử có hai tổ phím là phím tăng âm lượng và phím nguồn. Ta sẽ đẩy hai nút nhé. Đó, để giảm âm lượng này, giảm lượng xuống recovery, ấn nút nguồn này vào. Bây giờ các bạn vào cái clear data, cái chổi ấy. Clear data này, clear data này, ok. Bạn vẽ mật khẩu nhé. Vẽ mật khẩu nhé. Đó. Để các bạn đợi. Xong. Back này. Restart. Ok. Vậy các bạn đợi khoảng 3-5 phút nhé. Máy xây tỉ. Rồi sau khi đợi mấy phút thì máy xin tỉ lên, ta sẽ ấn vào thiết lập điện thoại này. Tiếng Việt tiếp theo này, hoặc tiếng khác tùy bạn, khu vực kiểu bạn chọn là kéo xuống dưới cùng chọn Việt Nam. Tiếp theo, đồng ý này. Bỏ qua nhé, mạng thì các bạn có thể bỏ qua luôn. Xem thêm, chấp nhận. Tiếp theo này. Bỏ qua này, cái này bạn bỏ qua đã. Cái này bạn tắt cái nâng cấp thông minh cho mình. Ok, tiếp theo. Bỏ qua này. Cái này bạn bỏ qua nốt nhé. Đã, không nó sẽ tải về lâu lắm. Sử dụng ngay. Đấy, xong. Vừa rồi mình vừa giúp bạn cách thực hiện hàn reset khu vực cả gốc về trạng thái sửa bắt đầu của con máy Vivo i12 1904. Chúc các bạn thành công, quan nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.